Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức chương trình nghệ thuật khai màng tuần lễ Festival 2024 với chủ đề Khát vọng rạng rỡ ngàn sâu tại sân khấu điện Kiến Trung. Dù trước giờ khai màn trời Huế đổ cơn mưa dông khá lớn nhưng vẫn không làm giảm được nhiệt của chương trình khi hàng ngàn người đổ về khu vực Hoàng Cung để chờ đón xem những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Nhã nhạc là loại hình nghệ thuật cung đình với âm hưởng rộn ràng vui tươi, trang trọng mà tao nhã. Trước đây nhã nhạc chỉ tồn tại ở trong cung cấm để phục vụ hoàng gia triều Nguyễn và nay được chọn làm món khai vị, bày tỏ sự hiếu khách của người dân cố đô với bạn bè phương xa đến Huế chơi hội Festival. Điện Kiến Trung vừa được phục dựng đưa vào khai thác du lịch vào đầu năm nay, đây cũng là lần đầu tiên ngôi điện này đảm nhận trọng trách lớn trở thành sân khấu khai màng cho một kỳ lễ hội Festival Huế. Tuần lễ Festival Huế 2024 sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 6 với hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc như đêm nhạc trình công sơn, điện kiến trung, giả yến hoàng cung, sân điện cần chánh, v.v.